Nè, con gà đây đây, em xé cái đùi nó ra cho mọi người coi nha. Cái đùi nó có tí nị tì ni. Đó, mọi người ơi, cái đùi nó đây đây. Ngon đấy. Đó. Nguyên một cái bể đùi luôn nè mọi người ơi. Hai Hai ba bà vô, vô, hai hai ba bà ăn. ăn. Mời các bạn nha. Một cái đùi đã ra. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Mấy bạn thấy cái gì không? Nguyên một cái cây chuối luôn. Nhưng mà cái cây chuối này á, không phải là cây chuối bình thường đâu. Cây chuối sáp. Ê cha 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 cha, nặng quá. Mấy bạn biết gì không? Cây chuối sáp này á, của mẹ mình đem về mà gặp ngay lúc trời mưa luôn. Không lẽ bây giờ mình đem vô mình nấu canh? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Hồi đó giờ mới thấy lấy cái chuối này nấu canh á. Ha, mà cũng có nấu canh chua rồi đó. Cây chuối ngon quá. Chắc phải trộn với gỏi gà rồi đó nó mới ngon. Sẵn nhà mình có rau găm đâu nè. Yeah. Vậy là mình sẽ rủ mẹ mình nấu cháo gà. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi, cây chuối này mẹ bắt giùm con gà nha mẹ. Mẹ ơi. Mẹ mình đi đâu mất tiêu ta? Để mình đi xuống chòi kiếm mẹ mình coi. Tôi đây nè, kiếm tôi làm gì? Tôi đang mần gà đang nấu cháo ăn nè. Đến giờ cho, dần hợp cho. Nửa lon gạo nè, đang nấu cháo. Gạo này để đang nấu cháo. Chuối cây này mẹ tính nấu cháo gà đó hả? Cái cây, chuối sáp đó để nấu cháo gà đó con ơi. Tin đi đâu nữa để nấu cháo ăn cho ngon. Đúng ý của con quá vậy. Con tính rủ mẹ bắt gà nấu cháo mà ai ngờ mẹ mần gà luôn rồi. Trời đất ơi. Chuyến này là trúng mánh. Cầm luôn cây chuối tái chèo đây. Nào gà chín cặp cây chuối ăn khỏi trùng gọi. Bây giờ con để cây chuối xuống được chưa mẹ? Đi nhóm lửa liền đi ông ơi. Cũng phải chuyên nghiệp mới nhóm lửa được nha. Lấy dừa lên vậy rồi mình mới cho củi vô. Còn nguyên một giỏ củi bên này luôn nè. Củi này mẹ mình chặt mấy bạn thấy đẹp không? Bếp lửa nó cháy rồi. Bây giờ mẹ để nấu cái gì trong đây vậy mẹ? Để tôi chùi cái nồi cho sạch sẽ, nấu nước luộc gà. Mới kiếm trong tủ lạnh được một cái củ cải nè, thịt hành phi với lại một mớ ngò rí, thêm mấy cọng hành nữa. À này chắc cũng cỡ 3 kg à nghe. Trời mưa cỡ này, găm găm cỡ này là găm găm dữ chưa? Là trời muốn mưa lớn luôn rồi đó cả nhà ơi. Chắc là mẹ mình đi múc nước đặng luộc gà. Bây giờ mình sẽ đi lên trên vườn á, mọi người biết làm cái gì không? Mình sẽ đi hái rau găm. Nhà mình nó là nhiều rau găm dữ lắm. Mọi người biết làm sao không? Mẹ mình trồng á, chứ đâu ghê. Quế của mình trồng nó tươi tốt ghê không? Nè, mọi người thấy nó tốt rê luôn. Mọi người thấy nó tốt rê không? Thêm đây một bụi nữa nè mọi người. Tốt mịt trời đúng ha. Cái dành ăn mì tôm là số dắt. Là rau răm nè mọi người. Bây giờ á, mình sẽ hái nha. Mấy cái rau răm này á, nó có cái rễ già luôn rồi. Nếu như mà ai muốn trồng á hả, mình cho người ta đem về trồng cũng được đó mọi người ơi. Mấy cái bụi dưới này nữa nè. Đó, ở trên chậu á, nó không còn đất để sống nữa. Nó tràn xuống dưới đây luôn. Mà ở dưới đây là nó non mướt luôn nè mọi người. Chắc mình bẻ cái cọng này quá. Non mướt luôn. Rất là ngon nha. Cái này mà cuốn bánh tráng nữa hả? Chấm với lại hả? Sốt mayonnaise với tương ớt hả? Nói tới là thấy thèm tới nơi rồi đó. Hái rau lâm lẹ vô. Trời đang mưa nè. Ổng mà rầm một cái chắc té. Mình có mấy chậu thôi đó mà nó cỡ này nè. Cái này nó mọc xuống đất luôn rồi. Mình bẻ ngay khúc này nha mọi người. Đó, nó mọc á mọi người thấy cái rễ chưa? Nhiêu đây là đủ ngon chưa mọi người? Chưa. Wow. Vàng cũng mã chưa. Bỏ thịt giò luôn. Bỏ khúc ruột, bỏ gan mì luôn. Bắt cái chảo dầu nóng lên rồi biết làm gì không? Chiên cái gạo này nè. Đó, bỏ vô chiên liền. Để lửa riu riu thôi. Đó, chiên cho hột gạo của mình nó bóng nó ngon nha mọi người. Ngoài trời thì mưa găm găm mà trong nhà thì chiên gạo vậy nè, coi chịu nổi không? Chiên qua chiên lại, chiên chừng nào mà mình thấy hạt gạo của mình nó bóng bóng, nó chín chín là ok. Mình phải bỏ vô nồi cháo mình nấu. Rang gạo rồi, để nấu cháo đó mọi người. Rồi mình xào qua 4 cái 5 vạt như vậy là ok nha. Chừng nào hạt gạo mình nó thấm đẫm dầu ăn vô là được.
Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rang gạo rang cho vàng luôn đi, không nữa chừng tắt cháy. Làm ăn hoài không nhớ tôi ký cái đầu là chết luôn á. Ký một cái mạnh là chết luôn. Nó vàng thơm vô rang lại đây. Chứ mà hả, tắt bếp liền là bị ký cái đầu rồi. Cho nó vàng vàng lên nó thơm thơm rồi hãy tắt bếp nha. Được, nó hơi vàng vàng, có hộp hơi vàng vàng lên như vậy nè, nấu cháo nó mới thơm, nó mới ngon. Đó, chứ đừng có vàng quá nha, tắt bếp liền. Giờ cắt tắt ra đoạn sắt cây chuối này cho nó trắng ngon. Dục vô thao đó cho ra mũ rồi bỏ qua đây. Giờ bỏ qua nước chanh đi. Gao găm để trộn gỏi. Bây giờ mình sẽ lặt gao găm nha mọi người. Gao găm này á, thì là không có phân thuốc gì hết trơn á, cho nên á, là mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cứ lặt bấy nhiêu thôi. Ăn luôn cái cọng này cũng được, nhưng mà thôi, lặt lá cho nó hợp nha. Mẹ mình nói nghe, cái gao găm này á, hả, là thèm hộp vịt lộn tới nơi rồi. Mà mình có thấy hộp vịt lộn đâu đâu, mình chỉ thấy gao găm thôi à. Mà ngộ nha, đứng ở trong bụi gao găm mà mình cứ nghe mùi hộp vịt lộn không à. Không hiểu luôn á, mọi người ai biết thì comment cho mình nha. Chứ mình là thấy cái điều đó có thiệt, nhưng mà không hiểu là lý do tại vì sao. Hay là tại vì hộp vịt lộn là phải có gao găm, phải không mọi người? Đó, gao găm ở nhà chồng không phân thuốc nên sâu không. Ăn thì ăn như đây chắc cũng cỡ nửa ký gao găm chứ không có ít gì nha mọi người. Con gà của mình sắp chín rồi mọi người ơi. Mẹ mình mới chở đó mọi người. Bây giờ cái bụng mình cũng thấy hơi đói đói rồi đó nha mọi người. Bỏ cái này vô luộc nha mọi người. Con gà này nó thấy lửa là nó chín rồi mọi người ơi. Đây. Wow, mọi người ơi, con gà nó vàng quách luôn. Cái này mà cạp cái đùi một cái chắc nó ngon dữ. Để vô trong cái thau này. Mề đây. Con thích ăn cái mề lắm đó cô ơi. Woo. Gan cỡ này là được chưa mẹ? Này là hơi vàng. Chiên một sắc tắc. Kì. Mình sẽ bắt tách này vô trong cái tô. Mười mấy trái tắc mà có bao nhiêu đây nước nè mọi người. Mình sẽ cho vô một muỗng bột ngọt, một muỗng hạt nêm, 1, 2, 3 muỗng đường, xíu nước mắm. Thì mình sẽ quậy đều lên cho nó tan ra rồi mình nêm coi nó vừa ăn chưa. Tính ra là mình trộn xong rồi mẹ mình mới nói là không có hạt nêm. Cảnh thần trời đất ơi, một chút xíu đây mà trộn gỏi chắc mình với mẹ ăn bật gọng luôn á mọi người ơi. Tổng cộng là mình cho vô đây là 15 muỗng đường nha. Bào vậy nè. Ồ, là mình sẽ bào được thôi đúng không mọi người? Rất là đơn giản luôn, mình chỉ cần để ẹn như vậy là được đúng không mọi người? Còn sắt mấy cái hộp nhỏ nhỏ giống như hộp lựu này á thì bỏ vô cháo ăn là bao ngon luôn. Cho củ cải đỏ vô nè. Woo. Úm bla, bây giờ mình sẽ trộn gỏi chuối sáp nha. Mấy cái củ cải này là mình mới bào nè, thấy mình giỏi chưa? Rồi đây, trộn lên. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước sốt hồi nãy mình mới pha chế vô nha. Đây. Úm bla, đổ nước sốt vô nè. Rồi
rưới từ từ vòng vòng nha, đổ vô cái ào là tới công chuyện. Sạch sẽ luôn, vuốt cái muỗng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ trộn lên từ từ như vậy nè mọi người, cho cái chuối cây của mình nó sẽ thấm đẫm cái gia vị mà hồi nãy mình nêm nếm. Công nhận chuối cây này nó giòn dễ sợ luôn á mọi người ơi. À, mọi người thấy ghê chưa? Trời mưa găm găm mà trộn cái này chảy nước miếng tới nơi rồi đó. Coi vậy chứ, chút xíu nó xốp xạp lại còn chỉnh dĩa chứ gì mọi người. Nêm nếm thử coi nó được chưa nha. Giòn. Rau răm đây mọi người ơi. Bỏ rau răm vô là hôm bá cháy một chét luôn. Đó, hứ gì mà chịu nổi nữa. Cái này ăn cơm không cũng nhức nách nữa. Tới công chuyện luôn. Quá trời ngon rồi. Bây giờ cho muối vô 1 muỗng, 2 muỗng nha, 3 muỗng, xíu xíu bột ngọt, 1 muỗng đường. Bây 5 giờ chiều luôn rồi đó. Hai mẹ con mình ăn cháo bữa nay thay cơm luôn nè. Nổi hộp đi. Giờ đang quá. Quá ngon luôn mẹ ơi. Tuyệt vời. Ừ, để đây nè. Đồ lòng nữa đó mọi người. Xong, quá ngon. Giờ này nó không có lần. Mình sẽ nhắc xuống là chơi thôi. Ngon các bạn, gạo rang. Ok, hai mẹ con đã làm xong rồi mọi người ơi, nhìn rất là hấp dẫn và ngon luôn. Bây giờ hai mẹ con múc hai cái chén cháo rồi nè. Chào cả nhà, các bạn con cháo trong nước mì nước. Chiều nay cô với Như không nấu cơm, nấu cháo gà ăn xong rồi mời các bạn con cháo trong nước mì nước thưởng thức với cô cái mâm gà này với cháo nha. Đây nè, một con mọi gà. Mọi người để thấp quá mọi người đâu thấy được đâu nè. Đây nè. Đó, thấy ghê chưa, hấp dẫn con bà bảy chưa, dữ dằn dện chưa. Bây giờ húp một miếng cháo chứ cái đã quá là đói bụng rồi. Mời cả nhà nha. Mời mọi người nha. Một miếng gỏi đi mẹ. Quá trời nước nó ngọt luôn. Công nhận con gà này ra mỡ vàng khè rồi. Gà này nhỏ xíu chứ nó có bị béo phì đâu ta. Quá ngon. Miếng gà. Chăm mình mua rồi.
Nó ngon á. Mời các bạn nha. Ngon quá, lâu ăn gỏi cứ sáp ngon quá các bạn. Công nhận cái trứng này nó bự vậy á, mà nó còn ngon ha. Ngon mà mập. Quay đã luôn. Quay đây cô sẽ hết chân dao. Gắp miếng huyết nè. Chấm vô miếng muối ớt. Muối ớt này nha. Ngon quá à. Cái miếng mềm 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 chấm. Hai mẹ. Đi. Đi mà ớt. Ngon. Gà là ăn muối ớt rồi. Cay không mẹ? Cay. Mấy chục trái khiển vô. Xé con gà thôi mọi người ơi, phải xé con gà thôi. Đây, con gà nó nằm ngay đây nè mọi người ơi. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy con gà chưa? Con gà chưa? Đây nè, con gà đây đây, em xé cái đùi nó ra cho mọi người coi nha. Cái đùi nó có tí nị tí ni. Đó, mọi người ơi, cái đùi nó đây đây. Cái đùi nó nè mọi người. Đó, thấy không? Chưa mọc đó. Đó. Nguyên một cái bể đùi luôn nè mọi người ơi. Mẹ. Đâu ăn chưa? Chấm. Ăn đường nhỏ. 2 3 vô. 2 3. Lại lại lại. 2 3 vô. 2 3 ăn. Mời các bạn nha. Một cái đùi ra. Vậy sao con gà nó ngon không dí vậy mà? Quá kìa. Gà nó ngọt ghê luôn á. Rồi mới. Gà nó ngọt ghê luôn á mọi người ơi. Nhỏ. Mỡ vàng hấp luôn. Hấp miếng cháo. À. Cặp đi. Cặp đừng la. Cho chó con mình nó cặp. Quá ngon. Cặp cục thương. Công nhận thịt gà nó ngon thiệt luôn á mọi người. Không có gì mà bằng gà vườn mình. Bằng... Trời ơi, đưa cái đùi mà còn nguyên nè. Cặp rồi mà ra dưới thương kìa. Không mẹ, ăn đi trời ơi đi nè. Mẹ mình cạp có chứ chiêu. Con tức mẹ ghê luôn. Đưa xương ra chó. Thôi mẹ ăn đi. Mẹ mời quá nha. Hết cái rồi nha. Hết rồi đó. Ngon quá. Công nhận cái thịt con này vừa ăn ghê hết bạn. Rồi thấy vậy là ăn nước chín mấy ăn. Nay ăn gà của mẹ phải vui chứ sao. Trời ơi. Mới cái bình dầu. Cô sẽ ăn cái bình dầu. Có mùi gì không mà? Thơm thơm. Nó có cái bình dầu này để nó tắm cho mướt lông. Tự nhiên nó tắm nó xịt dầu ra hả? Giống như xà bông vậy. Mổ mổ với cái vuốt là vuốt. Ngọt lên. Còn có thằng cháu còn không vô. Ăn đi. Ăn đi.
Mưa ớt ngon quá. Mẹ còn cái bệ thịt nè. Bé cổ đầu cánh đi ăn. Mẹ ăn cánh không? Nè. Mẹ ăn cái này nữa đi. Còn để đây. Con ăn cái bệ ức hả? Thôi để con ăn cái bệ thịt đi. Con bể ức không? Để tránh cho mình tiên. Nè. Không phải. Cái này hả? Cái này của tôi nè. Ăn cho hết. Để cánh cho tiên ăn cỡ bay đâu. Hả? Bay lên tiên đàn. Kỳ vậy? Tự nhiên bay lên tiên đàn. Tiên bay về trời. Tiên bay về trời hả? Về trời làm chi vậy? Gà trên lộ bán ha. Đó giờ mình có mua lặn con không lặn không? Không đâu, gà công nghiệp. Còn rùa con xuất hiện. Mới con rùa chúa tao hợp chết rồi nha. Trời mưa cái có rùi á. Cái gỏi này nó chứa cây này nè. Thì nó ngon tố dách luôn á mọi người. Thôi mẹ con mình ngay hiện ăn ngon miệng gì đâu. Gỏi thì nó bắt một cơm mà không biết có được đất. Trời 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 luôn. Mẹ mình nói bắt một cơm mà không biết có bật nút không nữa. Không biết giờ trả lời với mẹ làm sao luôn. Lớn tuổi hay quên thôi. Từ ngày chích ngừa tới giờ ai cũng quên. Để xuống lát cho con bò. Con mẹ ăn quá. Ai chích ngừa rồi giờ cũng sẽ quên hết. Chúng ta duyên con. Hai mẹ con ăn hai chén cháo múc rồi một cái tô múc với mình. Ngon. Cái ăn video cháo gà tới đây cũng dài cô. Tình với Như tạm dừng nha các bạn. Các bạn yêu thích cô với Như đăng ký subscribe cho cô với Như. Like có động lực cần ra nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Còn cái chân nữa sao vợ? Ăn ly cho đủ cặp lần đi. Dạ. Mình theo cái gì? Đúng rồi.